Đây là bài viết Tại sao tôi luôn trễ hẹn của tác giả Donuts. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Sáng nay tôi tỉnh dậy và nhận được tin nhắn này từ thằng bạn. Đây là link bài viết mà nó gửi tôi. Những người lạc quan có một điểm chung thường thấy, họ luôn trễ hẹn. Nghe hấp dẫn đúng không? Những tiêu đề kiểu như là lý do mọi người một điều gì đó tệ hại là vì họ một điều gì đó tốt đẹp. Tôi đọc thử bài viết đó và hóa ra những người đến muộn thực sự là những người đỉnh nhất từ trước đến nay. Họ vô cùng lạc quan và tràn đầy hy vọng. Người mà lúc nào cũng đến muộn là một người vô cùng lạc quan. Họ tin rằng trong một khoảng thời gian bị giới hạn, bản thân họ có thể gánh trên mình hàng tấn công việc và hoàn thành nó tốt hơn bất kỳ người nào khác. Chỉ khi trong tình trạng đa nhiệm, họ mới thực sự phát triển. Nói một cách đơn giản, họ rất tràn đầy hy vọng. Họ là những người nghĩ lớn. Những người có thói quen trễ hẹn là vì họ không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt. Họ tập trung nhìn vào viễn cảnh lớn hơn và nhìn thấy tương lai với vô hạn các khả năng có thể xảy ra. Người trễ hẹn hiểu nó theo kiểu, chúng tôi đi trễ là vì chúng tôi thích việc dừng lại bên đường và thưởng thức hoa. Cuộc sống không nên lúc nào cũng dính liền với các kế hoạch và sự chi tiết. Vứt cái thời gian biểu đấy đi và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc của hiện tại nào. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Những người trễ hẹn đúng ra phải là những người tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ đến. Đó là phẩm chất mà tôi không ưa nhất ở bản thân. Tôi đến muộn không phải là vì tôi đang bận thưởng thức hoa hay là tôi đang nhìn vào viễn cảnh khác có khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Tôi đi trễ là vì tôi bị điên. Vì thế tôi dành ra vài phút để nghĩ về nó và tôi tin rằng mình đã hiểu rằng vấn đề ở đây là gì. Có hai loại trễ hẹn. Sự trễ không ảnh hưởng. Đây là trường hợp khi bạn đến trễ vì nó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với mọi người. Như đến trễ trong một buổi tiệc hay là một buổi đi chơi theo nhóm. Mọi thứ có thể bắt đầu đúng giờ và tiến hành như bình thường, chẳng quan trọng bạn có hoặc là không có ở đó. Sự trễ có ảnh hưởng. Đây là trường hợp khi bạn đến trễ và gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, như là trễ hẹn trong một buổi đi chơi chỉ có hai người, một buổi họp hay đơn giản là một điều gì đó không thể bắt đầu trừ khi có mặt bạn. Tác giả của bài viết phía trên đang viết về những người trễ hẹn không gây ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, những người ấy có lẽ đỉnh thật, ai mà biết cơ chứ? Nhưng mà nếu bạn kéo xuống và đọc những bình luận trong bài viết của tác giả, bạn sẽ thấy mọi người đang tức giận với anh ta vì mô tả sự trễ hẹn theo hướng quá là tích cực, bởi vì họ đang nghĩ theo hướng không thể bào chữa của sự trễ có ảnh hưởng. Tất cả những điều trên đã khiến tôi phải tạm dừng công việc đang dang dở của mình để thảo luận về những người đi trễ có ảnh hưởng. Khi nói đến những người đi trễ gây ảnh hưởng, tôi nghĩ có hai phân nhóm. Nhóm 1, những người chả quan tâm về việc mình đi trễ gây ảnh hưởng đến mọi người. Tụi này là một lũ khốn nạn. Nhóm 2, những người cảm thấy khủng khiếp và ghê tởm về việc đi trễ của mình. Họ là những người có vấn đề. Nhóm 1 thì dễ hiểu, cho rằng họ đặc biệt hơn so với những người khác, giống như những kẻ tự luyến không có người yêu, họ không hấp dẫn và họ chẳng có gì đặc biệt để chúng ta bàn luận ở đây cả. Những người đến đúng giờ nghĩ rằng tất cả người đến muộn gây ảnh hưởng đều thuộc nhóm 1, vì họ cho rằng tất cả những người đó là những người bình thường. Khi một người bình thường nghĩ rằng một loại hành vi nào đó là ổn, họ sẽ làm điều đó. Khi họ nghĩ rằng điều đó là sai, họ không làm điều đó. Vì vậy, đối với một người đúng giờ, một người xuất hiện đúng giờ vì họ tin rằng đến muộn là việc làm sai trái. Một người thường xuyên đến muộn hẳn là một tên khốn nghĩ rằng đi muộn cũng chả sao. Nhưng đó là sự hiểu lầm của toàn bộ nhóm thứ hai, những người mặc dù thường xuyên đến muộn nhưng họ ghét khái niệm bắt người khác phải chờ đợi. Hãy gọi họ là người mất trí muộn mãn tính, viết tắt là NMT. Mặc dù cả hai nhóm đi trễ gây ảnh hưởng thường xuyên làm người khác thất vọng, nhưng cách để xác định một NMT là họ thường ép buộc bản thân mình tránh việc trễ hẹn theo những cách kỳ lạ. Có một động lực bên trong họ khiến bản thân họ bỏ lỡ đoạn đầu của bộ phim, chạy trong căng thẳng để bắt kịp chuyến xe buýt hay tự hủy hoại danh tiếng của bản thân tại nơi làm việc. Càng tổn thương người khác bao nhiêu, họ càng tự dằn vặt bản thân bấy nhiêu. Xung quanh tôi là những NMT. Tôi dành 15% tuổi trẻ của bản thân cho việc đứng trên vỉa hè, nhìn tất cả lũ trẻ cùng lứa được đón bởi cha mẹ của chúng. Tôi vẫn còn đứng chờ ba mẹ của tôi. Khi bà đến, thay vì vui vẻ trò chuyện với bà, tôi sẽ lên xe với thái độ bất mãn. Đương nhiên là bà cũng chẳng vui. Bà có vấn đề. Chị tôi trong một lần trễ chuyến bay vào buổi sáng, vì thế công ty đã rời lịch cho chị ấy vào sáng hôm sau. Bằng cách nào đó, cô ấy lỡ chuyến bay đó một lần nữa.
họ lại sắp xếp cho cô ấy một chuyến bay vào 5 tiếng sau đó. Và đoán xem, cô ấy lại không có mặt trên chuyến bay. Chị ấy có vấn đề. Tôi đã là một NMT cả đời, tôi đã khiến nhiều người bạn phát điên vì tôi đã tự làm xấu hổ hết lần này đến lần khác trong các tình huống chuyên môn và tôi đã chạy marathon tích lũy qua các nhà ga sân bay. Câu chuyện thường giống nhau, đại loại như thế này. Tôi sẽ gặp một ai đó, có lẽ là một buổi hẹn cần tính chuyên nghiệp, kế hoạch là gặp nhau tại quán cà phê lúc 3 giờ chiều. Lật thời khóa biểu ra, nhìn vào kế hoạch hoàn hảo của mình, tôi sẽ có mặt tại quán tầm 2 giờ 45. Không stress bởi thời gian và công việc, đó là một điều mà tôi rất thích. Tôi sẽ đi dạo, nghe podcast và bắt chuyến xe buýt. Khi tôi xuống xe, nếu còn thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ dành vài phút để xem xét mặt tiền các cửa hàng, mua một cốc nước chanh từ một người bán hàng rong và tận hưởng New York. Sẽ thật là một niềm vui khi nhìn lên kiến trúc, lắng nghe âm thanh và cảm nhận dòng người đang hối hả chạy qua. Ôi, thành phố tráng lệ! Tất cả những gì tôi cần làm là rời khỏi xe buýt trước 2 giờ 45. Để làm được điều đó, tôi cần phải có mặt trên xe trước 2 giờ 25. Vì vậy, hãy đảm bảo an toàn và đến trạm xe trước 2 giờ 15. Theo đó, tôi phải rời khỏi căn hộ của mình trước 2 giờ 07 hoặc là sớm hơn. Và tôi đã chuẩn bị xong. Kế hoạch thật là hoàn hảo. Và đây là cách nó sẽ diễn ra. Ở thời điểm bắt đầu, bất cứ ai cũng có khả năng đưa ra một kế hoạch hoàn hảo. Mình đã tạo ra một kế hoạch hoàn hảo cho buổi sáng. Mới đó mà đã 2 giờ 07 rồi. Soạn đồ rồi đi thôi. Nhưng sau đó thì lại là một câu chuyện khác. Con khỉ thỏa mãn tức thì đã xuất hiện. Hai, cứ tiếp tục lướt top top rồi ghé qua kênh YouTube của Tèo Phạm xem vài video về nữ quyền rồi hẵng đi. Nó giúp tôi tối ưu lại cái kế hoạch kia bằng cách dùng các cám dỗ khác để ăn bớt thời gian. Nhưng mà kế hoạch tao đề ra rất hoàn hảo và cần phải là... Con khỉ thỏa mãn tức thì. Yeah, mình sẽ làm mà, nhưng mà không phải là bây giờ. Chắc chắn là nó chưa dừng lại ở đây đâu. Chưa phải lúc này, thêm một phút nữa. Hơi quá rồi đấy, thế nhưng mà nó thì vẫn ở lại. Chết tiệt, cái con khỉ chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ok, 2 giờ 24, con khỉ nó vẫn không buông tha tôi. 2 giờ 26, thêm chút nữa, một chút nữa thôi. 2 giờ 27, và rồi... Thôi, xong, muộn. Ok, đổi phương án gấp. Nếu mà mình đi xe buýt thì chắc chắn là mình sẽ đến muộn 5 phút. Phương án tối ưu nhất bây giờ là mình sẽ bắt taxi. Taxi sẽ không bao giờ khiến mình đi trễ. Ôi dồi ôi, cảm ơn thần taxi. Nhưng mà... Hey, shit. 2 giờ 47. Ôi dồi ôi, 2 giờ 47 rồi đây này. Còn mình thì vẫn ở đây. Cách địa điểm đến 1,8 dặm và 23 phút đi xe nữa. Ôi dồi ôi, chắc kèo là toang rồi. Một cái kết không thể nào mà đắng hơn. Đấy, mọi người thấy đấy. NMT là những người kỳ lạ. Tôi chắc chắn rằng là mỗi NMT đều điên rồ theo cách đặc biệt của riêng họ. Và để hiểu cách chúng hoạt động, bạn thường phải tìm hiểu về mặt tối bên trong tâm trí. Đối với tôi, đó là sự kết hợp của 3 điểm kỳ lạ này. Tôi đến muộn vì tôi phủ nhận về cách thời gian hoạt động. Các NMT với sự lạc quan ngu ngốc của mình, họ thường có xu hướng đánh giá thấp về thời gian hoàn thành một công việc. Thông thường nó sẽ diễn ra như thế này. Mỗi khi một NMT phải hoàn thành một hành động hoặc chuỗi hành động nào đó, trong đầu họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hoàn thành nó một cách nhanh nhất có thể. Và việc phải hoàn thành nhanh ấy đã bám sâu trong suy nghĩ của họ. Điều gì khiến tôi phải mất tận 20 phút cho việc sắp xếp hành lý đúng chứ? Trong khi tôi nghĩ việc đó tốn 5 phút chứ mấy. Bạn chỉ cần lấy túi ra, ném một ít quần áo vào, ném đồ vệ sinh cá nhân vào, đóng hành lý lại, thế là xong. Dữ liệu thực nghiệm cho thấy rằng thực sự có rất nhiều điều cần suy nghĩ khi bạn đóng gói hành lý và mất 20 phút cho việc chẳng liên quan gì đến nhau cả. Đóng gói rõ ràng là một nhiệm vụ kéo dài trong 5 phút. Khi tôi gõ viết những dòng này, đó là điều tôi tin tưởng. Tôi đến muộn vì tôi có ác cảm kỳ lạ với bối cảnh bị thay đổi. Tôi không chắc là mình đang đối mặt với cái gì, thế nhưng mà có điều gì đó sâu bên trong khiến tôi cảm thấy kinh hãi về việc thay đổi công việc đang làm hiện tại của bản thân sang một công việc khác. Khi mà tôi đang chìm đắm vào công việc ở nhà, thì tôi ghét việc phải đi ra ngoài làm điều gì đó, bởi vì lịch trình của tôi bảo vậy. Đừng hiểu lầm, tôi không ghét hoạt động ngoài trời đâu. Một khi mà tôi đã có mặt ở đó thì tôi lại cực kỳ tận hưởng việc đấy đấy. Cuối cùng, tôi đến muộn vì tôi điên với chính bản thân. Có một sự tương quan khá là chặt chẽ ở đây. Mỗi khi tôi cảm thấy ngày hôm nay năng suất làm việc của tôi kém, thì y rằng hôm đấy tôi sẽ đến trễ.
hay là khi tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, kẻ đưa ra quyết định hôm ấy sẽ nắm chắc tay lái hơn. Tôi cảm thấy mình như là một người trưởng thành, vì vậy rất dễ dàng để hành động như một người lớn. Nhưng mà có những lúc con khỉ nó lởn vởn bên trong tôi cả ngày. Thời gian thì đang trôi và tôi thì cần dừng công việc mà mình đang làm để đi đến chỗ hẹn. Đáng lẽ thì đó là những gì mà tôi sẽ làm, nhưng mà không, bộ não của tôi nổi điên lên và hét vào mặt tôi: "Mày đã không làm những gì mà mày phải làm, và bây giờ mày sẽ ngồi đây và hoàn thành nhiều việc hơn, ngay cả khi điều đó khiến mày đến muộn." Yeah, và lý do tôi đến muộn là vì tôi bị điên. Đừng có bào chữa cho những NMT trong cuộc sống của bạn. Họ cần phải thay đổi, bởi vì họ có vấn đề.